mấy chị da sạm, da nám, da đằng tằng nhang đồi mồi cũng như da mụn và da sần sùi như em á là nên xem cái clip này. Bởi vì sao? Đây là một cái clip mà em đã trải nghiệm về cái dòng sản phẩm này và em cảm thấy là cái dòng sản phẩm này thực sự quá tuyệt vời. Và khi mà em sử dụng trong vòng khoảng là 10 ngày, cảm giác da của em mọi người nó sáng hơn, rực rỡ hơn những ngày trước. Mọi người biết tại sao? Em có sử dụng thêm một dòng sản phẩm rất là hot của Hàn Quốc nha mọi người. Đây là cái dòng sản phẩm mà sử dụng và em cảm thấy kết quả của nó rất là hay luôn nha mọi người, rất là hay, nên em sẽ review cho mọi người ngay hôm nay luôn nha. Đây là cái dòng sản phẩm Retinol ZO nha mọi người. Đây, mọi người đã sử dụng chưa? Chứ em là em cực kỳ mê luôn. Hiện tại là em đang sử dụng cái bộ sản phẩm nhà BC Cosmetic, kèm theo đó là cái em Retinol này. Thực sự là hai cái sản phẩm mà em xài ngày cách ngày thực sự quá đỉnh, và cái da của em không hề có một chút dị ứng nào. Chứng tỏ đây là cái sản phẩm có thể kết hợp, có thể là mình luân phiên nhau giữa những cái sản phẩm mỹ phẩm khác đó. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà em đang sử dụng và em nghĩ cái giá thành của nó hiện tại bên em đang phân phối thì rất là tốt so với cái giá thị trường. Giá thị trường là rất là cao, nên mọi người mà mua được hàng bên em thì cam kết hẳn là luôn chỉ có thích thú và yêu thích cái sản phẩm thôi. Đây là cái dòng sản phẩm mà có tên gọi là ZO Skin Health, và cái dòng sản phẩm này có cái tinh chất nó làm sáng da cực kỳ tốt luôn. Mọi người thấy là cái tuần trước, cách đây khoảng là 10 ngày trước, thì cái phần ở trên này của em á, nó cái về cái phần thâm thì nó rất là rõ, nó lộ rất là rõ. Sau khi về mụn xong thì thâm nó rất là rõ, mà kiểu như là nó làm cho da của chúng ta kiểu như em hay nặng mụn á mọi người. Nên cái kiểu như là nó bị lõm vào trong, tức có nghĩa là cái sẹo á mọi người, sẹo và bị thâm rất là rõ luôn. Nhưng mà hiện tại là nó đã mờ nè. Đó, chỉ trong vòng 15 ngày cảm thấy là da của em mà mọi người nó đẻ cực kỳ luôn. Và em cảm thấy là em phải review gấp gãy hôm bữa giờ. Thực sự là em chưa kịp lên cái video này. Bởi vì sao? Em phải chờ đợi và kiểm tra thử là cái dòng sản phẩm này có thực sự hiệu quả hay không, để mà em review, em sẽ chia sẻ bí quyết này cho mọi người. Và cái dòng sản phẩm này đã đem lại kết quả là đẹp hơn mong đợi. Thực sự là khi mà mình sử dụng cái dòng sản phẩm Retinol này, ZO này á, trong vòng khoảng một tuần thì da của chúng ta khi mà thoa lên kem chống nắng hoặc là rửa mặt hoặc là kiểu như mình thoa toner, cảm thấy cái da mình nó hơi có điểm rát nha mọi người. Nhưng mà sau 7 ngày trở lên thì cảm thấy da của chúng ta kiểu như nó hợp nhau rồi á mọi người. Nó hợp nhau quá rồi, nên cái bắt đầu mình thoa lên cái nó không có bị là rát gì nữa hết. Mình cảm thấy mình thích lắm. Và cái ưu điểm của sản phẩm thì rất là ok, tuyệt vời. Xây cái lỗ chân lông làm trắng sáng da và cảm giác cái da của chúng ta nó khỏe lắm. Đó, mấy chị sao cho em, đối với cái da của em á là da khô nha mọi người. Nên cái khi mà mình thoa lên á, sau một tuần đến 15 ngày mình cảm thấy da của mình nó khỏe ra. Mình cảm thấy rất là tự tin vào cái làn da, kiểu như là hồi kia da của em là thứ nhất là trắng không đều màu, thứ hai là lỗ chân lông nó cũng hơi to, và thứ ba là kiểu như là cái mụn nó để lại rất là nhiều vết thâm. Nên cái việc mà xử lý những cái vết thâm đó thì nó qua một cái thời gian rất là lâu đối với em. Những cái sản phẩm khác đối với em là sử dụng những cái sản phẩm khác thì cái việc mà điều trị thâm của nó phải mất đến 1 tháng, 2 tháng đến 3 tháng. Còn riêng về cái dòng sản phẩm Retinol ZO này em cảm thấy là sau chỉ trong vòng 15 ngày, cái những cái vết thâm, dù những cái vết thâm mà gì kiểu như nó hơi mờ, nó sẽ là xóa mất luôn. Còn đối với những vết thâm đậm như chỗ này thì chỉ trong vòng 15 ngày, thì em nghĩ là trong vòng khoảng 1 tháng là cái em Retinol ZO này nó sẽ diệt hoàn toàn những vết thâm trên mặt em. Đó, rất là rõ luôn, cảm thấy da nó trắng cực kỳ luôn. Và tự tin lắm nha mọi người, khi mà đánh kem bất kỳ những cái dòng sản phẩm kem mặt khác thì lên cái da của mình nó ăn kem rất là nhanh. Và kiểu mình đi ra ngoài đường thì mọi người hay sợ là cái em Retinol nó sẽ làm cho da của chúng ta sậm lại và những cái sắc tố nó sẽ làm tăng lên. Nhưng mà không, tùy theo làn da hay sao mà em cảm thấy là sau khi mà em sử dụng á, buổi sáng em chỉ cần lên một cái lớp kem chống nắng là bắt đầu cái em có thể là em buổi chiều là em rửa mặt lại, hoặc là trưa em đánh thêm một lớp chống nắng nữa. Là và dòng sản phẩm Retinol ZO này sử dụng như thế nào thì trong video này em sẽ hướng dẫn rõ cho mọi người luôn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ là dùng toner để làm cấp ẩm cho da của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ là thoa lên một cái lớp serum, và cái lớp serum đó nó sẽ là ở trong cái điều kiện là nó đang còn ẩm nha mọi người, hoặc là khi mà chị thoa khô cũng được. Nhưng mà đối với da của em thì em đang khô, đang thoa trên một cái nền da gọi là da ẩm đó. Lấy một lượng gel vừa đủ, kem vừa đủ, sau đó chúng ta sẽ là massage lên đó, massage chè lên. Và đối với những chỗ nào bị thâm như thế này thì chúng ta sẽ là massage nhiều hơn, massage lâu hơn một xíu đó. Thì sau khi mà chúng ta thoa cái em Retinol ZO này xong thì chúng ta sẽ cấp ẩm cho da của chúng ta bằng dòng sản phẩm là kem dưỡng ẩm cấp ẩm. Đối với em đang sử dụng là cái dòng sản phẩm là Evening CC Fast cho mọi người đó. Và cái dòng sản phẩm này kết hợp vào nó sẽ kiểu như là sau mỗi buổi sáng ngủ dậy, thực sự da của chúng ta nó đẻ lắm, đẻ thực sự luôn, rất là mê. Còn đối với những chị em nào mà đang sử dụng cái dòng sản phẩm Retinol ZO này á,
cảm thấy như thế nào. Mọi người hãy cho em cái bình luận ý kiến phía bên dưới. Còn đây là cái đánh giá quan điểm riêng và bản thân em đang trải nghiệm về sử dụng. Đó, rất là hiệu quả và em nghĩ là rất là nhiều chị em đang cần về cái dòng sản phẩm này. Em nghĩ là đối với những chị em nào đang bị nám mà tàn nhang đồi mồi á, sử dụng cái sản phẩm retinol này á, thật sự rất là ok luôn. Bởi vì sao? Mấy chị bỏ tiền chục triệu đến tiền triệu để mà mấy chị sử dụng những cái dòng sản phẩm spa hoặc là những cái dịch vụ làm đẹp, nhưng mà chưa chắc là hết, chưa chắc là da của mấy chị đã khỏe và đã đẹp đó. Đừng có nghĩ là cái dòng sản phẩm retinol ZO này sẽ không hiệu quả đối với da chị đâu nha. Hãy thử trải nghiệm và hãy thử cảm nhận để cho có một làn da giống như em như bây giờ nha. Thực sự rất là tự tin luôn. Và đối với những chị em nào muốn mua dòng sản phẩm Retinol ZO này, giá nó có hơi nhích hơn so với những dòng sản phẩm khác, nhưng mà công dụng đem lại của nó gấp 10 lần, gấp 20 lần so với những cái dòng sản phẩm khác nha mọi người. Đây là cái dòng sản phẩm đáng để mua. Và em nghĩ một cái chai Retinol ZO này á, thì mình sử dụng cũng ít nhất trong vòng là 3 tháng mới hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái dòng sản phẩm Retinol ZO này thì em chỉ sử dụng vào ban đêm. Và lưu ý một điều, khi sử dụng Retinol thì em nghĩ là nên tắt điện xuống nha, để cho cái retinol nó không bị phản ứng ra phía bên ngoài, cũng như là nó sẽ không làm cho da của chúng ta bị sạm nha. Hãy tắt điện khi sử dụng retinol nha, sau khi mà thoa lên xong tắt điện bật liền đó. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Và đối với những chị em nào thích thú về cái dòng sản phẩm Retinol ZO này, liên hệ gấp cho em để được đặt hàng. Bởi vì sao? Bởi vì số lượng hàng không có nhiều đó, nên chị nào mà inbox em sớm hoặc là liên hệ cho em sớm thì em đảm bảo sẽ treo cho mọi người những cái chất lượng rất là tuyệt vời và đáng đồng tiền như thế này. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Kính chúc mọi người có một ngày nghỉ lễ, một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha, và luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp. Bye bye.